Xin chào các bạn quay trở lại channel Cầu Bé Ốc. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi đăng quý vị. Thì hôm nay có ba anh em tiếp tục. Hôm nay nhân viên mới, đây là anh Kỳ Cụ đang chuẩn bị lấy lạc để mà mình quấn lưới nha. Đó, tay nghề rất là điêu luyện chưa. Còn em Hòa đang làm tài công, nó đang bơi đó. Đó. Đó bây giờ đang bơi ra để mấy cái cây sai nè, các bạn thấy không? Mình sẽ đi kéo lưới lên đó, cái mình lấy cái đồ mình buộc lại. Đây là cái dụng cụ để mình buộc nè. Cái này người ta gọi là lạc nha. Lạc là người ta làm từ cây cà bắp non nha. Cây cà bắp non là cây lá đó, lá dừa đó. Ở đây là Diêu nó đang lấy ra. Anh xui của thằng Tèo. Đó. Rồi lát mình lên lưới rồi mình sẽ quay lại cho bà con coi nha. Thì anh em chuẩn bị lên lưới nha mọi người. Diêu đang máy cung viên cho mình trang hả? Diêu đang buộc sai nha. Giờ bắt đầu quay cho đi cái mũi đi trước cho nó dễ. Đừng nhắc nghe, nãy tao không có đem theo gì bảo vệ cái điện thoại tơn á. Quên công nghệ chống nước IP6. Đó mọi người thấy không, đây là cái cách mà người dân miền Tây đăng nha mọi người. Không biết cách đăng này ở mấy cái vùng khác có giống vậy không, chứ ở miền Tây là mình ở khúc của mình là vậy nè. Đó sao vậy? Quên à. Đó ở ngoài kia là một chiếc tàu, một chiếc tàu chạy lên kìa, quá dữ. Này chưa được gọi là tàu nữa, này chắc là xe kia. Nó nhỏ quá. Tàu lại bự hơn nữa. Bến Tre. Rồi khó rồi, chỗ này có vẻ khó rồi, tối này đè nó ấy quá. Chết ngựa rồi. Quá cực rồi mọi người. Ồ. Cứng dữ vậy. Chết rồi, chỗ này căng rồi, kéo này đổ đuối rồi. Chà chà, kéo cái này phê dữ rồi nha. Sao mà nó khó với ta, là tối lắp lắp rẻ quá không? Chết ngựa không? Đó, khi mình buộc rồi nó sẽ ra, sẽ bao cái nguyên cái khu nước này lại. Là những cái con cá, con tôm, có những con gì mà sống dưới nước nằm trong ấy, đây là nó sẽ bị mắc lại. Cái con mà hôm bữa mình quay lên cá nhái, cái lùm kềm đó mọi người. Đó. Nói chung là có con gì trong đây mà nó không ra lưới được là nó còn nằm lại đó. Có gì là lùm luôn. Đó. Còn vậy chứ rất là cực nha mọi người. Tại vì nước khi mà cạn là chúng ta phải đi nhận viền. Ra lưới là nhận viền rồi. Tại hồi tối này nó kiểu như nó tối quá, mình không có quay lại nó cực quá. Người nhận về, người nhận đất lấp lên, rồi người cầm sai, người phun lưới thôi, cả một cái quá trình. Con thằng kia nó bụng nữa, ngồi là quá là tại tối ăn ít quá, nó bụng không đủ sức làm. Trời cực, cho nó căng à. Nó nhận sâu còn đất cho lấp mà mé trong mà chờ đêm nay trăng lên sáng luôn, không nói không rằng Diêu đi kiếm ai. Cái cây ở ngoài kia xa mọi người thấy không, là nó trôi từ ở dưới mà cái bãi đăng ở dưới mà lên tới đây luôn á. Qua mấy bữa nay á, nó cho lên cho xuống, lên cho xuống như đó à. Dưới thiệt, cái duyên như nó ghê.
ngoài đừng có duyên vô đây như bữa hôm kia nó toan à. Đó mọi người thấy không, xa xa ngoài đó đó có cái cây đó. Xong bữa nay nước đẹp lắm, nước cũng xanh lè xanh lét luôn. Này tầm khoảng dài 100 mét nha mọi người. Đó, đi kéo các kiểu đồ lên. Đây có thể nói là đồ nhân viên giỏi nhất tem của mình nha. Làm rất nhiệt tình đấy không? Gió quá gió rồi. Gió này là thổi là chuẩn bị gạo cạn đó không? Khi mình đi rồi mình bao rồi sẽ được như vậy nè. Bữa nay nước hơi lớn, nó cây xài hơi ấy cho nên nó hơi nhầm ngập vậy đó, chứ không sao. Thằng em nó đang buộc lại. Em thọt ở dưới này nè, em thọt nắng cái gì ở cái đầu ở đó đó. Lại chưa? Rồi. Này chiều lát mấy giờ mình ra mình lấy đây? Nó đâu có lắp đất như mình đâu mà.